Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình cùng với mấy em trong team mình đi hái trái trầm mọi người. Đây nha, trái trầm này. Nó chưa chín hẳn. Nó có vài quả chín thôi đây mọi người. Đây này. Mình mời mọi người ăn nha. Để hai thằng em mình dưới này. Hay là mình đang trên, mình sẽ đăng tên ruộng mọi người. Thế này thì tí mình sẽ qua bên kia mọi người, mình sẽ quay cho mọi người, mình đi tắm nha mọi người. Thì giờ mình ăn hai trái rồi mình mang xuống dưới kia, anh em mình vừa đi vừa ăn luôn mọi người. Ê hey, Nam, có quả nào không? Để tao ném xuống mấy cành nữa. Lấy giờ đi mẹ kinh. Ui, người xem này. Đâu rồi, mình vừa thấy tổ kiến ở đây mà. Kiến gì nhỉ? Quên tên rồi. Thì đây này mọi người, trái trầm này nhiều mọi người. Mình dừng video tại đây trước nha, rồi tí mình hái xuống rồi mình hành quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người, đây mọi người, đây quả trầm anh em mình mới hái xuống được rồi. Ngon nhỉ. Đây. Thì mang xuống qua bên chỗ mình tắm á. Ngon nhỉ. Đây nha. Ui, đây là đang tới mùa cuốc ruộng nha mọi người, nên đây ai cũng đi cuốc ruộng. Bên kia có máy cày anh em. Mày hỏi tao à? Để mình dừng máy quay trước rồi mình tới chỗ mình tắm rồi mình quay nha mọi người. Ok mọi người, mình đây là ao người ta nha mọi người. Chỗ mình chuẩn bị đi tắm là phía kia, mà mình thấy cái đây này mọi người, biết cái gì cái này cái gì không? Ta vặt nha mọi người, cây nhỏ này nó bị khô hết rồi mọi người. Đây, ta vặt bị khô hết. Đấy. Ok mọi người, thì đây là chỗ anh em mình tắm nha. Đây mọi người, đấy sạt lở này, ghê mọi người. Đây là mấy cái bụi chuối, đây đang có người cắt cỏ voi mọi người. Ở đó sau thì chẳng lẽ đùa chắc. Đây, tí mình chắc ngồi quay mấy thằng bạn ngồi tắm thôi, còn mình thì ngồi quay sau chưa, để mình cắt trước rồi mình cởi quần áo ra. À, cởi áo thôi mọi người. Đây, đây là chú chó lười nhất mọi người. Đây này, lười lắm mọi người. Đây có mấy chú đang cày ruộng bên kia kìa. Wow, mát quá mọi người ơi. Nhảy đi, nhảy đi. Đây à. Đấy, ghê quá. Đến nước rất là sâu nha mọi người. Đây, mấy cây tre này. Mát đúng không? Đây. Ai gần thế này, vào sâu. Có vui quá. Ê, chào mọi người đây. Để mình đi review khu trên anh em mình tắm ở đâu nha mọi người. Ôi sâu quá rồi. Hay là chỗ này là ui rồi, suýt là ngã mọi người. Đây là chỗ anh em mình tắm mọi người. Bên kia có người đang
cắt cỏ voi nha mọi người. Nè, trên này có mấy lồ của tổ chim bói cá mọi người. Nè, sâu lắm rồi. Wow mọi người, ui sâu quá. Đấy, đây là bịt thằng nào á. Đây là chỗ mấy người Tây Nguyên mới hiểu được cái cảm giác ăn mấy trái trầm dưới nước là nó cực kỳ ngon mọi người. Ăn trên bờ kiểu nó khát nước rồi, nó kiểu dù là nó bị nghẹn ấy, nghẹn cái cổ họng ấy, nó khó chịu lắm. Thà mình ăn dưới nước rồi mình nó nghẹt rồi mình uống nước này luôn mọi người. Đây là mấy anh em đang chơi ma nha. Mình dừng xe đây để mình tắm nha, rồi tí mình sẽ quay video, quay sâu và quay anh em mình đi về nha mọi người. Trước khi kết thúc video mọi người, mình sẽ bế con này mọi người. Đây là bế, đây bế con chó của mình. Mình sẽ ném nó xuống mọi người. Mấy bữa nay nó hay đi theo mình ấy, ném nó xuống rồi. Đấy anh em biết này. Đây. Ê, bế cho ta lên, bế cho ta lên. Mọi người gì đẹp cười không? Nghe nha, mình dừng video tới đây trước nha mọi người.